Chào các bạn đến kênh Lời Sự Sống Đạo Tin Lành, kênh đăng các bài giảng của các mục sư được ơn, được sự sức giàu sứ điệp dạy dỗ từ Đức Chúa Trời. Cảm ơn Chúa vì chúng ta được chỉ giờ phước hạnh để chúng ta ngợi khen Chúa. Và cuộc đời chúng ta, như lời bài hát, chúng ta ước nguyện, cuộc đời của chúng ta sẽ làm nguồn phước, để những người hư mất được cứu, để những người ốm đau được chữa lành, để những người bị ức hiếp được giải cứu, người mù được thấy. Cảm ơn Chúa vì phước hạnh mà Chúa Ngài đổ và đông đầy trên đời sống chúng ta. Ngài cũng muốn chúng ta san sẻ ra để nhiều người cũng được phước lấy. Chúng ta cảm ơn Chúa vì chúng ta đang đeo đuổi một lối sống. Và cảm ơn Chúa, Chúa Ngài nhắc nhở chúng ta. Đó là khi chúng ta gặp những người có nhu cầu, hãy sống với thái độ những gì tôi có, tôi cho anh, cho chị. Sống với thái độ chúng ta tìm hiểu nhu cầu và trong ơn của Chúa đáp ứng nhu cầu đó. Khi thấy một người có nhu cầu, hãy hỏi họ, tôi có thể làm gì để giúp đỡ cho bạn. Và chúng ta tin chắc một điều, đó là trong Chúa chúng ta có tất cả những tài nguyên, tất cả những phước hạnh mà chúng ta có thể chia sẻ ra cho người có nhu cầu đó, để họ có thể kinh nghiệm được sự cứu giúp từ nơi Chúa. Và nếu không phải là tài nguyên vật chất, thì chúng ta có một cái phước hạnh, đó là chúng ta có thể cầu nguyện cho họ. Và chúng ta kết nối Đức Chúa Trời quyền năng vào trong hoàn cảnh của những con người đang có nhu cầu. Để xin Chúa Ngài can thiệp, xin Chúa Ngài bước vào trong đời sống, trong hoàn cảnh của họ, để có thể biến đổi được tình hình. Cảm ơn Chúa. Ủa hôm nay chúng ta tiếp tục được học hỏi lời của Chúa và trang bị để chúng ta sẵn sàng có thể cho ra và đời sống phước hạnh mà Chúa Ngài ban cho chúng ta có thể lan tỏa ra cho nhiều người. Chúng ta nghe lại Thi Thiên thứ 128. Phước cho người nào kính sợ Đức Giê-hô-va, đi trong đường lối Ngài. Vì ngươi sẽ hưởng thành quả của tay mình, được phước và may mắn. Vợ ngươi ở trong nhà ngươi sẽ như cây nho sai trái, con cái ngươi ở chung quanh bàn ăn khác nào những chồi olive. Kìa, người nào kính sợ Đức Giê-hô-va sẽ được phước như thế. Xin Đức Giê-hô-va từ Si-ôn ban phước cho ngươi, nguyện trọn đời ngươi được thấy sự phồn thịnh của Jerusalem. Nguyện ngươi sẽ được thấy con cháu của con cháu mình. Nguyện sự bình an giáng trên Israel. Cảm ơn Chúa. Ở trong Công vụ Sứ đồ chương 1 câu số 8, ở trong phước hạnh mà Chúa Ngài đã định để những người con dân Chúa có thể làm một nhân chứng đầy quyền năng của Chúa, và sự làm chứng của họ có một cái sự lan tỏa ra như là một những cái vòng tròn đồng tâm, bắt đầu từ Jerusalem, cả xứ Giu-đê, xứ Sa-ri cho đến khắp cùng trời đất. Vòng đai của ảnh hưởng lan rộng và tiếp tục lan rộng. Cho nên khi chúng ta được phước, chúng ta sẽ làm nguồn phước cho những người chung quanh của chúng ta. Cho dù là một nhóm nhỏ 120 người cầu nguyện, nhưng khi được phước của Chúa đổ xuống, quyền năng của Ngài đổ xuống, họ có thể ảnh hưởng cách rộng rãi trên những người chung quanh. Cảm ơn Chúa. Bắt đầu từ một nhóm môn đồ nhỏ tại Jerusalem, và chúng ta thấy là những người không phải Do Thái nghe được tin lành, và ngày nay tin lành được truyền ra khắp đất. Đó là kế hoạch của Đức Chúa Trời, bắt đầu từ những con người được phước, được Chúa Ngài đông đầy ơn quyền của Ngài. Rồi chúng ta thấy họ cứ lan tỏa ảnh hưởng ra, cho đến chừng chúng ta thấy khắp cả đất đều được phước của Chúa. Và nguyên tắc này cũng được áp dụng cho chúng ta ngày hôm nay. Khi một người được phước, công việc, gia đình, xã hội cũng được phước lây, cũng được hưởng. Câu hỏi chúng ta đặt ra trong thời gian này là làm sao để chúng ta có một gia đình được phước? Làm sao để có một đời sống được phước? Thi Thiên 128 cho chúng ta các câu trả lời. Bởi vì Kinh Thánh chứa đựng những chân lý tuyệt vời. Nhiều người có nan đề trong gia đình, cho nên dù bên ngoài người ta cố gắng để che đậy, dù thế nào đi nữa, chúng ta biết rằng khi thành thật nghĩ về gia đình, chúng ta thấy rằng vẫn có một gánh nặng. Bởi vì chúng ta biết rằng gia đình của chúng ta có thể tốt hơn, kiện toàn hơn ở trong ơn của Chúa. Nhất là nếu chúng ta hiện tại đang trải qua những sự khó khăn, thì nguyện xin ơn của Chúa Ngài đổ xuống để chúng ta sẽ chặn lại cái bước đi xuống rồi xoay chiều. Điều đó cũng cần một phép lạ. Bởi vì chúng ta biết rằng trên một cái đà đi xuống mà dừng lại rồi xoay chiều là một việc rất là lớn, đòi hỏi một năng lực rất lớn. Nhưng tạ ơn Chúa, Chúa của chúng ta là đã muốn ban phước trên chúng ta và dùng chúng ta làm nguồn phước. Ngài sẽ yểm trợ hậu thuẫn khi chúng ta biết nhờ cậy Ngài. Hôm nay chúng ta sẽ cùng suy nghĩ về bốn việc. Bởi vì
để chúng ta có thể được phước. Bởi vì nếu chúng ta không có một đời sống Chúa ngài ban phước, gia đình của chúng ta chắc chắn không có phước được. Cho nên chúng ta thấy ở đây, người được phước, bốn việc: người được phước, công việc được phước, gia đình được phước, rồi thành phố, đất nước, xứ sở được phước. Đó là tiến trình mà Thi Thiên 128 và bài Thi Thiên này là bài Thi Thiên đi lên từng bậc. Có một cái tiến triển của nó, có một cái quá trình của nó. Và lời thành tâm khẩn nguyện của tôi, đó là mỗi đời sống có mặt hôm nay, chúng ta sẽ trở nên những đời sống có tầm ảnh hưởng tốt ở trên thế giới của chúng ta. Đây là điều mà xin Chúa ngài ban phước để chúng ta sẽ có khải tượng này. Với anh chị em yêu dấu, đó là một đời sống hạnh phúc và phước hạnh khi chúng ta được Chúa đông đầy, rồi chúng ta sống một cách rơi rộng trong việc cho ra, để rồi Chúa ngài lại tái đổ đầy, rồi chúng ta lại cho ra. Trong tiến trình đó, chúng ta trải nghiệm Chúa, kinh nghiệm Chúa trong đời sống của mình, để thật là như là một cái nguồn kinh tế ở trong một đất nước, một xứ sở chạy đều luân chuyển không dừng lại. Nhưng mà chúng ta thấy rằng có cái sự đông đầy của Chúa, rồi chúng ta cho ra, rồi chúng ta có thể kinh nghiệm được phước hạnh ở trong ơn của Chúa. Điều thứ hai mà chúng ta suy nghĩ trong buổi tối hôm nay là người được phước. Câu 1 cho chúng ta thấy phước cho người nào kính sợ Đức Giê-hô-va, đi trong đường lối ngài. Có hai điều dẫn đến một đời sống được phước. Thứ nhất đó là người đó kính sợ Chúa, và thứ hai là người đó đi trong đường lối của Chúa. Người được phước là người kính sợ Chúa. Kính sợ Chúa có nghĩa là gì? Theo từ điển Webster, có nghĩa là tôn kính, là kính sợ, và đặc biệt là kính sợ Đức Chúa Trời. Điều này không ý nói đến kinh sợ, nhưng mà là kính sợ. Tôi nhớ lúc các con còn nhỏ, khi tôi về đến nhà sau một ngày làm việc vào buổi chiều, con gái tôi rất ngoan vì sự hiện diện của tôi có mặt ở nhà với gia đình. Nhưng khi tôi vắng mặt, nhà tôi cho biết có khi các bé thiếu cái sự ngoan hiền đối với mẹ. Ở đây chúng ta thấy khi chúng ta bước đi ở trong sự kính sợ Chúa, chúng ta nhận biết sự hiện diện của Ngài, và chúng ta sống xứng hiệp với cái sự tôn kính của chúng ta khi Chúa ngài có mặt. Đó là hình ảnh của một sự kính sợ. Một hình ảnh khác chúng ta còn nhớ, mỗi lần chúng ta vào trong tòa án, khi quan tòa bước vào, thì người thư ký ở trong cái tòa án đó long trọng tuyên bố chánh án đang bước đến vành móng ngựa để xử xét ở trong thời giờ này. Thì tất cả mọi người đồng loạt đứng lên cho đến khi chánh án bước vào, vì chánh án bước vào cái ghế của mình và ngồi xuống. Lúc bây giờ thì hội chúng mới ngồi xuống. Chúng ta cần có một sự kính trọng Chúa một cách tối thiểu cũng phải như vậy. Đó là chúng ta nhận biết sự hiện diện thánh của Chúa, sự hiện diện của Chúa tối cao. Khi ngài có mặt thì chúng ta phải tỏ ra sự tôn kính của chúng ta, sự kính sợ của chúng ta, và từ cách sống của chúng ta, lời nói của chúng ta, thì chúng ta phải làm cho nó xứng hiệp. Có những cái danh từ mà chúng ta thấy ở trong tòa án người ta được sử dụng, thì khi nói đến việc chánh án thì họ có thể trân trọng thưa chánh án, your honor, để chúng ta thấy rằng khi nói chuyện với chánh án người ta không nói trọng, không nói một cách khinh suất. Thì cũng vậy anh chị em, khi chúng ta sống một đời sống kính sợ Chúa thì lời ăn tiếng nói của chúng ta, hành động cử chỉ của chúng ta cũng phải xứng hiệp. Một câu hỏi mà chúng ta đặt ra trong thời gian này là có lúc nào trong đời sống của bạn cư xử như Chúa không hiện diện tại đó không? Nếu có, chúng ta cần chỉnh sửa lại. Và hãy nhớ một điều, Chúa ngài là Đức Chúa Trời toàn tại, ngài có mặt ở khắp mọi nơi, ngài là Đức Chúa Trời toàn tri, ngài biết hết tất cả mọi sự, ngài thấy hết tất cả mọi sự. Cho nên chúng ta khi nhận biết điều đó, nó sẽ giúp đỡ cho chúng ta sống trong sự kính sợ Chúa và giảm thiểu việc chúng ta phạm tội. Dù chúng ta có tránh được ánh mắt của những người thân thương của chúng ta, thì chúng ta không thể nào qua mắt Chúa được. Dù chúng ta có thể giấu những người lân cận, nhưng chúng ta không thể giấu Chúa được. Và khi chúng ta sống trong sự kính sợ Chúa và nhận biết điều đó, sẽ giúp cho chúng ta được phước của Chúa. Bởi vì Chúa hứa ngài sẽ ban phước cho người nào kính sợ Đức Giê-hô-va. Cảm ơn Chúa. Bạn có vấp vào chỗ chỉ kính sợ Chúa ở trong ngày Chủ nhật thôi không? Còn những ngày trong tuần thì sao? Có một cái hiện tượng khác mà chúng ta thấy, người ta chỉ kính sợ Chúa ở trong ngày Chủ nhật ở tại nhà thờ, nhưng trên đường ra về ở tại nhà
Từ thứ hai cho đến thứ bảy thì họ sống như một tội nhân gian ác. Đó là điều không thể chấp nhận được. Vì sống như vậy có nghĩa là chúng ta nghĩ rằng Chúa bị giới hạn ở trong nhà thờ. Chúng ta đến nhà thờ thì chúng ta tôn kính Chúa, nhưng ra về thì Chúa không đi theo, Chúa không thấy, cho nên chúng ta tự do thoải mái sống như người không tin Chúa. Nhưng anh chị em yêu dấu, một lần nữa, kính sợ Chúa là chúng ta nhận biết Chúa Ngài có mặt ở khắp mọi nơi. Ngài thật ra rất là gần, bởi vì Ngài đang ở trong thân thể chúng ta. Thân thể chúng ta là đền thờ nơi Chúa ngự, rồi có nghĩa là rất gần anh chị em. Thì chúng ta đừng sống với thái độ như Chúa ở xa, không thấy, không biết, nhưng mà nhận biết một điều, Chúa là Đức Chúa Trời toàn tại. Ngài có mặt với chúng ta, Ngài nghe những điều chúng ta nói, Ngài thấy những việc chúng ta làm. Cho nên hãy sống trong thái độ nhận biết Đức Chúa Trời hiện diện ở khắp mọi nơi. Để giúp chúng ta hiểu kính sợ Chúa trong cuộc sống hàng ngày, tôi xin đề nghị một số việc ở tại đây, ít nhất là 6 việc. Thứ nhất, Chúa là trọng tâm của đời sống. Chúng ta phải đặt Chúa là trọng tâm của đời sống của chúng ta. Khi chúng ta kính sợ và đặt Chúa là trọng tâm của đời sống, chúng ta sẽ dính liền với Chúa. Có nghĩa là chúng ta sẽ thấy mình là ai ở trong cái nhìn của Chúa. Điều đó giúp đỡ cho chúng ta. Thứ hai, Chúa là trọng tâm của những gì chúng ta suy nghĩ. Nhận biết một điều, Chúa thấy hết tất cả. Và hãy hình dung với tôi, thí dụ như trên trán của chúng ta là một cái màn hình. Những gì chúng ta suy nghĩ bên trong mà mọi người thấy đó, thì chúng ta chắc là phải xấu hổ lắm với những ý tưởng, nếu chúng ta không kiểm soát đời sống tinh thần của mình, ý tưởng của mình. Anh chị em, Chúa thấy tất cả. Chúa thấy những tư tưởng trong tấm lòng của chúng ta. Chúa Ngài hiểu và thấy những điều diễn ra trong tâm trí của chúng ta. Đó là lý do tại sao tác giả của Thi Thiên nói nguyện xin Chúa Ngài tra xét lòng của con. Nguyện xin Chúa Ngài tra xét miệng lưỡi của con, xem có lối ác nào chăng. Ông ước mơ cuộc sống của ông trong sự kính sợ Chúa là từ suy nghĩ cho đến việc làm, ông làm đẹp lòng Chúa. Chúa là trọng tâm của những gì chúng ta suy nghĩ. Thứ ba, Chúa là trọng tâm của mọi việc chúng ta làm. Lời của Chúa dạy chúng ta làm mọi sự, mọi việc, hãy làm như làm cho Chúa chứ không phải làm cho người ta. Thì đó là một lời sống kính sợ Chúa. Điều đó cũng giúp chúng ta giảm thiểu những cái phật lòng, những cái mà chúng ta bị tổn thương bởi vì chúng ta cảm giác là người ta không thấy. Nhưng mà tụi chung lại anh chị em, có một đấng tối cao thấy hết tất cả mọi sự. Và khi chúng ta sống mọi việc chúng ta làm như là chúng ta làm cho Chúa đó, thì đó là một lời sống phước hạnh mà chúng ta có thể kinh nghiệm được. Thứ tư, Chúa là khởi điểm của mọi việc. Cho nên mọi công việc chúng ta làm bắt đầu bằng sự cầu nguyện giao phó cho Chúa, rồi tiếp tục công việc trong tinh thần cầu nguyện nhờ cậy sức Chúa, sự khôn ngoan thiên thượng để chúng ta có thể thực hiện công việc một cách tốt đẹp. Và khi chúng ta kết thúc một công việc, chúng ta tạ ơn Chúa, cầu nguyện trong thể tạ ơn, cảm ơn Chúa vì nhờ ơn của Ngài mà chúng ta có thể thực hiện được công việc. Đó là hình ảnh rất tốt đẹp để chúng ta thấy của một con người kính sợ Chúa. Thứ năm, Chúa là sức mạnh chúng ta nương nhờ trong mọi việc. Đó là sự kính sợ Chúa, chúng ta không gạt Chúa sang một bên, chúng ta cũng không lờ đi với sự hiện diện của Ngài. Như một người khách chúng ta mời vào, ngồi ở tại phòng khách, rồi chúng ta đi làm những cái chuyện khác ở trong Ngài của mình. Còn Chúa chúng ta cứ để mặc Ngài. Không, Ngài xứng đáng ở trong vị trí lãnh đạo, hướng dẫn, và chúng ta thật cần sự soi sáng dẫn dắt của Ngài. Cho nên chúng ta hãy sống và nương tựa vào sức mạnh của Chúa. Đừng cậy nơi sức riêng của mình, nhưng mà kính sợ Chúa là một cuộc đời biết nương cậy nơi Chúa hoàn toàn. Chúng ta từ lời ăn tiếng nói, từ việc chúng ta tư vấn, trong mọi công tác chúng ta hướng dẫn nhóm hội thánh đơn giản, hay là những người mà Chúa Ngài cho chúng ta có tấm lòng như là một bảo mẫu để chúng ta nuôi nấng chăm sóc. Hãy nhận biết chúng ta cần sự tiếp trợ từ nơi Chúa, liên lạc với Ngài như cành nho liền gốc, vì Chúa Giê-xu nói rằng ngoài ta các người chẳng làm chi được. Xin Chúa ban phước trên chúng ta. Và thứ sáu, đó là Chúa là đấng chúng ta tôn trọng hơn hết. Chúng ta cần phải để ý đến điều này. Mỗi ngày chúng ta sống ở trước mặt nhiều cặp mắt quan sát lắm, chúng ta nhận biết điều đó. Nhưng ta sống chỉ để đẹp mắt Chúa mà thôi. Và nếu chúng ta có thể sống với một cái tiêu chuẩn được đẹp lòng Chúa, đẹp mắt Chúa, thì tất cả những tiêu chuẩn đòi hỏi khác của con người thì chúng ta thấy rằng dễ dàng cho chúng ta để có thể đáp ứng được. Mặc dù chúng ta biết rằng 9 người 10 ý, người ta có thể đòi hỏi những mong đợi khác nhau từ nơi chúng ta. Nhưng mà điều quan trọng nhất mà chúng ta cần nhớ,
Chúng ta sống không phải để làm vừa lòng con người, nhưng mà để làm đẹp lòng Chúa. Chúa là khán giả duy nhất mà tôi muốn được đẹp lòng. Nguyện xin Chúa ngày ban ơn để chúng ta chọn lối sống đó. Thì nó sẽ giảm thiểu chúng ta những cái đau khổ không cần thiết khi chúng ta mong đợi, hay là chúng ta sống vì ánh mắt, vì cái nhìn của những người chung quanh của chúng ta, thì nó sẽ rất là mệt mỏi. Có người nói chúng ta sống với ba con người. Một con người chúng ta, người ta nói chúng ta là ai. Con người thứ hai là con người mà chúng ta muốn người ta thấy chúng ta là ai. Nhưng mà con người thứ ba là con người mà sống sẽ rất là phước hạnh và những cái áp lực sẽ được cất đi. Đó là chúng ta sống đúng với con người mà Chúa đã dựng nên chúng ta trong sự kính sợ Chúa. Còn lúc bây giờ chúng ta sẽ sống đầy phước hạnh và kết quả ở trong ơn Chúa là như vậy. Bạn có đang sống như một người vô thần không? Câu hỏi thế dường như vô lý, nếu không suy nghĩ. Chúng ta sống như một người vô thần là xem như chúng ta tin, nhưng sống như người vô tín. Thấy dường như chúng ta là người tin, nhưng mà thái độ và sự sống của chúng ta thì như là một người vô tín. Chúng ta nói nhiều về sự cầu nguyện, nhưng mà chúng ta không cầu nguyện. Chúng ta nói nhiều về việc nhờ cậy Chúa, nhưng mà khi đụng chuyện chúng ta nhờ cậy con người và đủ mọi thứ hết, cho đến khi họ không thể làm gì được cho chúng ta mới chạy đến với Chúa. Đó là lối sống của một người vô tín. Tin, tín là chúng ta đặt lòng tin nơi Chúa trong mọi sự, nhờ cậy Ngài trong mọi sự. Bắt đầu công việc trong sự cầu nguyện nhờ cậy Chúa. Diễn tiến của công việc chúng ta tiếp tục cầu nguyện xin ơn của Chúa dạy dỗ dẫn dắt chúng ta, chỉ ra cho chúng ta thấy những điều chúng ta có thể không thấy. Đó là một sự sống có Chúa là trọng tâm và Chúa làm chủ. Cảm ơn Chúa. Điều thứ hai mà chúng ta thấy ở trong Thi Thiên 128, ngoài sự kính sợ Chúa thì cái người đó phải đi trong đường lối của Ngài. Chúng ta nhớ kính sợ và bước đi có phần khác nhau. Kính sợ là liên quan đến tấm lòng của chúng ta, nhưng mà bước đi thì là liên quan đến lối sống của chúng ta. Cho nên tư tưởng về Chúa thôi chưa đủ, mà phải dẫn đến hành động. Ngoài việc chúng ta nghĩ về Chúa thì chúng ta còn phải có những hành động xứng hiệp với cái việc chúng ta kính sợ Chúa. Điều đó sẽ giúp cho chúng ta. Mục sư Charles Spurgeon là hoàng tử của mục giảng của người Anh. Mục sư Charles Spurgeon nói, nếu lòng dính liền với Chúa, chân của chúng ta sẽ bước theo Chúa. Chúng ta để ý đến điều đó. Nếu lòng của chúng ta mà dính liền với Chúa, thì chân của chúng ta nó sẽ đi theo. Cho nên rất là quan trọng để tấm lòng của chúng ta liên lạc với Chúa trong sự kính sợ Ngài. Để rồi bước chân của chúng ta, bước đi của chúng ta, lối sống của chúng ta, nó sẽ xứng hiệp. Phước hạnh sẽ đến khi lòng và chân kính sợ và bước đi ăn nhịp với nhau. Cảm ơn Chúa. Thật là phước hạnh để chúng ta thấy được điều này. Tôi trong chuyến đi vừa qua ở tại Pensacola, tôi gặp một đệ tử của Chúa, một sư sang. Ông trước đây sống ở tại San Jose. Thì cái ngày trước ngày đại hội của Liên hữu ân tứ bắt đầu, thì chúng tôi đến sớm một ngày, và một sư tấn và ban tổ chức mời chúng tôi đến để cầu nguyện cho các ban, nhất là ban hát dẫn và mọi sinh hoạt. Thì chúng tôi đến sớm và cầu nguyện cho. Sau đó chúng tôi trên đường đi ra thì vị mục sư này đến. Ông tự giới thiệu ông là mục sư sang. Ông nói rằng tôi muốn chia sẻ điều này để khích lệ mục sư. Đó là sự kính sợ Chúa và ơn của Chúa ở trên đời sống của mục sư là lớn lắm. Tôi ngạc nhiên khi nghe ông kể lại những câu chuyện. Ông nói lần đầu tiên tôi gặp mục sư là ở tại San Jose. Lúc đó tôi sống ở trong sinh hoạt trong một hội thánh truyền thống, không biết gì về công việc của Chúa và của Thánh Linh. Cảm ơn Chúa mục sư đến đó, và trong bài giảng tôi nhớ đó là chương trình Người Việt Về Nguồn. Và khi mục sư giảng thì tôi thắc mắc là bốn ông mục sư này từ xa đến, và tại sao những điều họ chia sẻ nó khác hẳn với những gì tôi tiếp xúc từ lúc tôi đi nhà thờ cho đến lúc đó. Mà ngợi khen Chúa, ông được Chúa ngày thăm viếng khi chúng tôi cầu nguyện cho. Rất là phước hạnh ở trong ơn của Chúa. Rồi ông nói lần thứ nhì, khi kỷ niệm 100 năm Tin Lành đến Việt Nam, ông từ San Jose xuống Orange County để thăm dự. Và mặc dù đi trong hội thánh CMA, nhưng nghe nói về đại hội
kỷ niệm 100 năm giữa các hội thánh ân tứ, thì ông đã lén đến để tham dự. Và cảm ơn Chúa, trong sứ điệp lời của Chúa, ông kể với chúng tôi. Và tôi nhớ hôm đó tôi giảng về chúng ta phải sống và rao giảng tin lành tứ diện. Bởi vì người tin lành, chúng ta thấy rằng người đã sáng lập ra hội truyền giáo Phước Âm Liên Hiệp là mục sư A.B. Sampson. Thì ông giảng một tin lành tứ diện. Trong đó có tin lành của sự cứu chuộc, mà cái logo của Hội Thánh Tin Lành Việt Nam trước đây trong Thánh Kinh Báo cũng như là biểu tượng trước đây, logo trước đây thì là có bốn cái ô vuông. Nhưng mà sau này thì người ta vẽ nên một cái logo với một cái thập tự giá. Đó là tin lành của sự cứu chuộc. Rồi cái vương miện, tin lành của vua hầu đến, Chúa sẽ sớm tái lâm để tiếp rước hội thánh của Ngài. Rồi có một bình dầu và một ly rượu. Nói đến công tác của Đức Thánh Linh, Ngài thánh hóa, Ngài ban cho chúng ta năng quyền của Ngài để chúng ta sống một cuộc sống đầy dẫy phước hạnh của Chúa Thánh Linh, để chúng ta có thể truyền giáo, để chúng ta có thể sống đạo. Và tôi nhớ khi chia sẻ những điều đó, đó là ngày hôm nay, năm 100 năm về trước, thì hội thánh của Chúa được các giáo sĩ và hội truyền giáo Phước Âm Liên Hiệp đến để giới thiệu với chúng ta tin lành tứ diện. Nhưng hôm nay thì hội thánh của Chúa chỉ còn là tin lành lưỡng diện thôi. Bởi vì chúng ta chỉ giảng về tin lành cứu chuộc. Và hiếm khi có, nhưng mà cũng có. Nếu có, thì người ta giảng về tin lành của vua hầu đến, Chúa sống tái lâm để tiếp rước hội thánh của Chúa. Và hội thánh CME yên lặng hoàn toàn với bình dầu và ly rượu. Và cảm ơn Chúa vì mục sư này làm chứng lại với tôi. Hôm đó ông chạy lên để tiếp nhận một cách đầy đủ để ông có thể sống tin lành tứ diện của Chúa. Và ngợi khen Chúa, được báp têm trong Đức Thánh Linh, ngã ra trong sự hiện diện của Chúa và kinh nghiệm được sự tươi mới mặc lấy quyền phép từ nơi báp têm trong Đức Thánh Linh. Cảm ơn Chúa. Ông nói một trường hợp khác rất là quan trọng trong cuộc đời. Ông đến dự đại hội tại Houston năm mà nhà truyền giáo Reinhard Bonnke đến để chia sẻ lời Chúa với chúng ta. Và chúng ta nhớ một sư Reinhard Bonnke, ông không có đặt tay cầu nguyện trên ai, nhưng mà ông hướng dẫn cái báp têm trong Đức Thánh Linh đồng loạt. Còn phần cầu nguyện thì chúng ta có bác sĩ John C. Crandall cùng với chúng tôi và một số các mục sư có mặt ở tại đó, ở trong ban tổ chức, ở trong ban cố vấn. Thì chúng tôi cầu nguyện cho những người có nhu cầu. Vì mục sư này nói rằng ông có một cái nhu cầu rất là lớn, đó là mang một cái chứng bệnh ung thư ở trong người. Bác sĩ cho biết là tối đa là 2 tháng để sống. Nên khi đến dự đại hội thì mong tìm sự chữa lành từ nơi Chúa. Và cảm ơn Chúa, mặc dù trong rất là đông người chen lấn để nhờ chúng tôi cầu nguyện, thì ông nói rằng khi tôi đi ngang ông thì tôi đặt tay trên bụng và công bố rằng tất cả những cái gì xấu dơ ở trong máu phải biến mất. Và cảm ơn Chúa, Chúa nghe tác động và sự chữa lành của Chúa đã thể hiện. Thì ông về đi xét nghiệm trở lại thì bác sĩ nói rằng không còn có ung thư nữa. Và ông lập tức dâng mình hầu việc Chúa, và trong 10 năm qua đã ở trong chức vụ hầu việc Chúa. Ngợi khen Chúa vì những việc Chúa làm trong một thân thể, qua một thân thể, qua một đời sống. Và chúng ta bước đi trong sự kính sợ Chúa, chúng ta đảm bảo rằng ơn quyền của Chúa không bị cắt điện ở trong đời sống của chúng ta, mà liên tục được Chúa Ngài đông đầy để chúng ta cho ra ở trong bất cứ một hoàn cảnh, thì chúng ta có thể làm nguồn phước cho những người lân cận chúng ta. Nhiều câu chuyện khác được làm chứng mà chúng tôi thấy thật là tuyệt vời. Một câu chuyện khác, khi chúng tôi đang ngồi ăn trưa ở tại một cái địa điểm mà Đại hội Ân Tứ, Liên hội Ân Tứ đã tổ chức ở tại bờ biển. Thì đang ngồi đó để chúng tôi ăn trưa, thì có một chị em này đưa mẹ của mình đến và giới thiệu. Mẹ của em là người mà mục sư đã cầu nguyện. Bà bị ung thư đến giai đoạn cuối. Bác sĩ cho biết rằng rất là bế tắc. Nhưng mà tạ ơn Chúa, em của tôi đã nhắn tin và nhờ mục sư cầu nguyện trong một buổi học kinh thánh tối thứ tư. Và khi mục sư cầu nguyện thì Chúa Ngài đã chữa lành cho mẹ của em. Và hôm nay bà mong để đến đây và được gặp mục sư ít nhất là một lần ở trong đời, để được mục sư trực tiếp đặt tay cầu nguyện. Ôi tạ ơn Chúa vì những lời làm chứng như vậy, khích lệ cho tôi rất nhiều. Và tôi cũng chia sẻ để khích lệ anh chị em. Đó là khi chúng ta được phước, thì phước của Chúa có thể san sẻ ra cho những người mà chúng ta dự phần trong việc phục vụ
trong sự cầu nguyện, ở trong việc đặt tay, ở trong những việc mà chúng ta giúp đỡ cho họ. Cho nên rất là quan trọng để chúng ta đồng hành với Chúa. Chúng ta đi với Ngài, phước hạnh sẽ đến khi lòng và chân là sự kính sợ và bước đi ăn nhịp với nhau. Và trong ân quyền của Ngài, chúng ta sẽ đầy ắp, chúng ta sẽ được đầy dậy quyền năng, sự sức giàu của Chúa để sẵn sàng cho ra và đáp ứng nhu cầu lớn lao như vậy của những người có cần. Anh chị em yêu dấu, đó là điều mà chúng ta cần nhớ. Kinh Thánh có nói đến một con người, ông được nhắc đến trong Kinh Thánh với một cụm từ rất đơn giản nhưng mà thật là lớn lao. Tôi muốn nói đến ông Enoch. Ông là người mà Kinh Thánh nói rằng ông đồng bước đi với Đức Chúa Trời. Và Kinh Thánh cho chúng ta biết rằng Chúa Ngài cất ông đi luôn, không thấy sự chết. Ở đây chúng ta thấy Enoch bước đi với Chúa. Chúa yêu thích cái mối liên hệ đó. Đến độ Chúa Ngài cất ông đi luôn với Ngài, ông không trải qua sự chết như những con người khác. Điều này cho chúng ta thấy rằng Chúa Ngài rất muốn đồng hành với chúng ta. Ngài muốn chúng ta bước đi với Ngài, bước đi trong sự trò chuyện, tương giao, bước đi trong sự nhờ cậy, bước đi trong việc chúng ta đón nhận từ Chúa để chúng ta có thể chia sẻ cho người khác. Cảm ơn Chúa. Bây giờ chúng ta nói đến công việc được phước. Đây là ý nghĩa của câu 2. Hưởng công việc của tay mình, được phước và may mắn. Cảm ơn Chúa. Chúng ta nhớ lại trong Sáng Thế Ký chương 3, trước khi sự rủa xả, thì công việc lao động là việc đầy phước hạnh, vui mừng và kết quả. Và chúng ta thấy Chúa Ngài giao cho Adam trong công tác là ông phải vun trồng và cai quản vườn Ê-đen. Và chúng ta thấy ông làm trong phước hạnh. Mặc dù ông làm việc rất nhiều, khi Chúa dắt từng con thú đi qua để Adam đặt tên cho. Và chúng ta thấy khu vườn Ê-đen dường như là một khu vườn cũng lớn. Chúng ta không biết là bao nhiêu hecta. Chúng ta biết một điều đó là Adam được Chúa Ngài giao cho công việc để vun sới, để chăm sóc cái khu vườn đó. Và bởi vì nó trước cái sự sa ngã của loài người, cho nên ông làm trong sự vui thỏa. Và mỗi buổi chiều thì ông được bước đi với Chúa, được trò chuyện với Ngài, dạo chơi ở trong vườn. Nhưng Kinh Thánh ghi lại cho chúng ta cái chương đen tối nhất trong lịch sử của nhân loại, đó là khi loài người chúng ta phạm tội nghịch cùng Chúa. Thì chúng ta thấy rằng đất bị rủa xả và việc lao động của con người chúng ta trở nên một công việc nặng nhọc. Chúa Ngài tuyên bố đất sẽ xanh bụi gai và tật lê. Loài người phải làm đổ mồ hôi trán mới có mà ăn. Điều đó khiến cho việc làm trở nên rất là khó khăn. Nhưng trọng tâm của vấn đề là tấm lòng. Tại sao? Trước khi phạm tội, loài người vui vẻ yêu Chúa và phục vụ Ngài. Nhưng mà loài người ăn trái cấm vì muốn trở nên giống như Chúa. Vì còn nhớ Satan cám dỗ không? Khi ăn sẽ trở nên như Đức Chúa Trời. Và đó là điều nó đã cám dỗ Eva. Bởi đó, cái ý nghĩa băng hoại đã đi vào trong lòng của loài người của chúng ta. Một ý không đẹp lòng trọn vẹn của Đức Chúa Trời đã bị loại ra trong tấm lòng của Adam và Eva vì một ý tưởng khác, một ý khác đã được giới thiệu. Ý của Satan, ý gian ác của nó. Và chúng ta thấy loài người vì phạm tội mà kể từ đó thì chúng ta gặp trở ngại. Việc làm của chúng ta thì nếu không được phước của Chúa, chúng ta thấy rằng rất là cực nhọc, rất là khó khăn. Cho nên chúng ta phải nhờ ơn Chúa là như vậy. Bởi vì ác ý đã đi vào lòng của loài người. Cũng vậy ngày nay con người muốn như Đức Chúa Trời, được nhận diện và phục vụ hơn là phục vụ chính Đức Chúa Trời. Thì nó đã dẫn con người chúng ta đến chỗ chúng ta ghét làm việc. Vì chúng ta chỉ muốn hưởng thụ, muốn được phục vụ hơn là chúng ta phục vụ người khác. Tại sao có người muốn làm triệu phú năm mình 30 tuổi? Bởi vì muốn chấm dứt làm việc và được bạc triệu để cung phụng mình. Tất cả chúng ta với bản chất tội lỗi đều muốn được yêu thích, muốn được người ta tôn sùng mình, muốn được phục vụ. Nhưng khi chúng ta ăn năn trở lại với Chúa, Đức Thánh Linh đến thì có ba việc xảy ra. Thứ nhất là chúng ta ham thích phục vụ Chúa. Đức Thánh Linh Ngài làm việc trong lòng chúng ta, vừa muốn vừa làm theo ý muốn tốt lành của Đức Chúa Trời. Chúng ta ham thích phục vụ Chúa.
Thứ hai, chúng ta thấy công việc lao động được biến hóa từ lao động sang thờ phượng. Khi chúng ta ăn năn trở lại với Chúa, lòng của chúng ta được thay đổi. Mọi việc chúng ta làm, từ rửa chén, lau sàn nhà, hút bụi, trở nên phục vụ Chúa, làm như làm cho Chúa. Chúng ta có thể làm ngược lại. Thí dụ, ca hát để thờ phượng chẳng hạn. Chúng ta có thể hát cho chính mình. Chúng ta có thể có giọng ca tốt. Nhưng mà chúng ta muốn khoa trương cái giọng hát của mình để người khác nghe. Nếu chúng ta hát để phục vụ mình, thì sự hát thờ phượng của chúng ta trở nên việc làm, chứ không còn là thờ phượng. Và chúng ta thấy điều đó. Người ta đi hát để kiếm tiền, bởi vì hát trong sự phục vụ chính mình, hát để phục vụ người khác, cho những khán giả họ nghe, rồi họ mua vé để có thể vào nghe mình hát. Nhưng khi chúng ta hát cho Chúa nghe, chúng ta hát trong tinh thần thờ phượng, thì Chúa ngày sẽ đến, và chính sự ban thưởng của Chúa là điều mà chúng ta cần. Phước của Chúa sẽ tuôn tràn khi chúng ta thờ phượng Chúa, khi chúng ta tập trung mà chúng ta thờ phượng Chúa. Martin Luther, ông hiểu nguyên tắc này khi ông nói, người làm công lao chùi sàn nhà bếp, làm theo thánh ý Chúa, không thua gì với một tu sĩ đang cầu nguyện. Không phải vì người làm công ca hát thánh ca trong khi làm việc, nhưng là vì Đức Chúa Trời thích nhìn một sàn nhà sạch gọn. Người Cơ Đốc làm thợ đóng giày một cách trách nhiệm của mình, không phải vì để một cái thập tự giá ở trên chiếc giày đó, nhưng là vì đóng một đôi giày tốt, bởi vì Đức Chúa Trời yêu thích người làm việc một cách chuyên cần. Chúng ta làm như làm cho Chúa, làm ở trong tinh thần thờ phượng, là chúng ta nhận những ân tứ khả năng từ nơi Chúa ban cho. Rồi việc chúng ta phục vụ, chúng ta thờ phượng Chúa là chúng ta sử dụng những điều đó để chúng ta ca ngợi Chúa chúng ta trong công việc làm, trong cuộc sống hàng ngày của chúng ta. Nếu lòng của chúng ta tràn ngập hiểu biết này, mọi việc làm để phục vụ Chúa và mọi việc sẽ trở nên thờ phượng ở trong đời sống của chúng ta. Gia đình hạnh phúc. Đây là phước hạnh tuyệt vời khác tập trung khi chúng ta kính sợ Chúa và yêu thích điều răn của Chúa. Vợ của người yêu kính sợ Chúa và yêu thích lời của Ngài thì sẽ như cây nho thành mộc. Rồi con cái của người ngồi quanh bàn gia đình thông công được ăn uống chung với nhau, và đó là phước của Chúa. Chúng như những chồi olive non trẻ cần được chăm sóc nhưng có khả năng để sinh sản lợi rất là nhiều. Và chúng ta cảm ơn Chúa vì đây là bức ảnh tuyệt vời mà chúng ta có thể nói đến. Anh chị còn nhớ lúc đầu tôi nói rằng mỗi đời sống của chúng ta nhìn vào trong gia đình của mình hiện tại, chúng ta đều nhận biết rằng còn có chỗ để chúng ta trau dồi, còn có chỗ để chúng ta kiện toàn. Và chìa khóa mà Chúa Ngài giao cho chúng ta là kính sợ Chúa, đi theo đường lối của Ngài, kính sợ Chúa, yêu thích điều răn của Ngài. Thì chúng ta thấy vợ của cái người mà kính sợ Chúa đó như một cây nho thành mộc. Cảm ơn Chúa. Chúa ban phước ở trên người chủ gia đình, Chúa Ngài cũng ban phước luôn cho những người trong gia đình của mình. Rồi con cái của người cũng như những chồi olive. Cảm ơn Chúa vì một gia đình mà chúng ta thấy rằng tươi mới phước hạnh ở trong ơn của Chúa. Vợ thì như cái cây nho thành mộc, xum xê trái, nói đến một đời sống kết quả phước hạnh phong phú ở trong ơn của Chúa. Con cái thì như những chồi olive mà chúng ta thấy ở đây, những chồi olive mọc lên rồi ra bông, rồi chúng ta thấy trái olive cũng nặng trĩu. Phước hạnh mà Chúa Ngài ban cho trong ơn của Ngài. Như những chỗ olive non trẻ cần được chăm sóc, người kính sợ Chúa, yêu thích điều răn của Chúa sẽ sống làm gương trước mặt con cái của mình, trước mặt vợ của mình, hầu cho họ có thể thấy và nêu gương theo gương của chúng ta mà bước đi với Chúa. Đây là một cái trách nhiệm, cũng là phước hạnh ở trong vương quốc của Đức Chúa Trời. Thì chúng ta nhớ là chúng ta chăm chú tập trung vào bước theo Chúa, theo cái người đi trước mình, rồi những người theo sau mình sẽ chăm chú bước theo bước chân của mình vì chúng ta quyết định đi theo Chúa. Thì chúng ta thấy nó một hình ảnh của hàng dọc. Và Chúa Giê-xu Ngài là đấng đã làm gương, Ngài đi trước, sống và bày tỏ cho chúng ta một sự sống. Ngài luôn cầu nguyện, Ngài luôn nhờ cậy Chúa Cha. Ngài nói rằng Ngài không nói bất cứ điều gì, không làm bất cứ điều gì nữa Ngài không thấy và không nghe Chúa Cha nói và làm. Đây là một sự sống vâng phục một cách trọn vẹn, và sống kính sợ
Đức Chúa Trời mà Chúa Giêsu đã làm gương cho chúng ta. Rồi chúng ta thấy bước đi của Chúa là bước đi của sự chánh trực. Ngài bị cám dỗ trong tất cả mọi sự cám dỗ của loài người của chúng ta, nhưng Ngài không hề phạm tội. Ngài sống một cách trọn vẹn để làm gương cho chúng ta. Và như vậy chúng ta thấy rằng khi chúng ta bước đi với Chúa và bước theo Chúa như vậy, thì chúng ta thấy chúng ta sẽ được phước. Được phước trong đời sống cá nhân, được phước trong công việc làm, được phước ở trong gia đình. Bây giờ chúng ta để ý đến thành phố sẽ được phước theo. Lời của Chúa nói cho chúng ta thấy: Xin Đức Giê-hô-va từ Si-ôn ban phước cho ngươi, nguyện trọn đời ngươi được thấy sự phồn thịnh của Jerusalem. Nguyện ngươi sẽ được thấy con cháu của con cháu mình, nguyện sự bình an giáng trên Israel. Cảm ơn Chúa vì phước hạnh mà chúng ta có thể thấy ở tại đây. Thật là tuyệt vời phải không chị em? Thành phố sẽ được phước lây. Hình dung với tôi trong một thành phố có nhiều người kính sợ Chúa và yêu thích điều răn của Chúa, đi trong đường lối của Chúa, thì thành phố đó được phước biết chừng nào. Ở đây một hình ảnh đó là: Xin Đức Giê-hô-va từ Si-ôn ban phước cho ngươi, nguyện trọn đời ngươi được thấy sự phồn thịnh của Jerusalem. Có một sự đóng góp, có một sự lan tỏa từ đời sống của những người kính sợ Chúa và làm theo điều răn của Chúa ở trên thành phố của mình, trên cộng đồng của mình, trên thành phố của mình. Xin Chúa ngài ban phước. Chúng ta hội thánh VBC Houston cầu nguyện cho sự phục hưng của Houston. Và chúng ta tin rằng ngày này sẽ sớm đến với chúng ta. Có những biến chuyển thật là tuyệt vời trong những tuần qua. Từ khi hội thánh của Chúa hiệp lại với nhau trong buổi cầu nguyện sự phục hưng bây giờ cho thành phố Houston, Houston Revival Now. Cảm ơn Chúa, chúng tôi nghe các mục sư quản nhiệm của các hội thánh, họ trở về và làm chứng lại thế nào các buổi nhóm trong những ngày qua đầy phước hạnh của Chúa, mức độ của dấu kỳ phép lạ xảy ra một cách rất là nhanh chóng. Chúng ta tại đây cũng vậy. Được Chúa ngài ban phước. Tối hôm thứ ba, chúng ta đón nhận một chị em đến để cầu nguyện với chúng ta. Con gái đã từng đưa cha của mình và đến đây nhóm lại với chúng ta. Người con gái thì tin Chúa qua việc quan sát buổi thờ phượng của chúng ta online, rồi giới thiệu cho gia đình của mình, dì của mình, cô của mình đến để thờ phượng Chúa. Và cuối cùng thì đưa được mẹ của mình đến. Mẹ của cô có nhu cầu là bị chứng đau đầu nhiều năm rồi, 10 năm rồi. Và cảm ơn Chúa, khi chúng tôi phục vụ, phép lạ của sự chữa lành của Chúa xảy ra tức thì. Chị mỉm cười khi chị nhìn tôi vì những cái đau nhức nó biến mất. Chúng ta tạ ơn Chúa vì những việc Chúa ngài làm. Ảnh hưởng của chúng ta cứ tiếp tục lan tỏa. Chúng ta chia sẻ những câu chuyện về sự chữa lành, chia sẻ sự phục vụ chúng ta cho thành phố. Chúng ta cầu nguyện cho sự phục hưng của thành phố Houston của chúng ta. Và Chúa ngài sẽ ban phước. Câu hỏi là đời sống của bạn có ảnh hưởng tốt gì trên thành phố Houston không? Mỗi người trong chúng ta xét lại điều này. Chúng ta là dấu cộng hay là dấu trừ? Chúng ta đến đây, Chúa ngài ban phước cho chúng ta để thành phố này để chúng ta sinh sống. Chúng ta đóng góp gì, ảnh hưởng tốt như thế nào trên thành phố này? Một câu hỏi khác để chúng ta suy nghĩ. Khi chúng ta ra đi, Houston có mất mát gì không? Hay là cuộc sống của chúng ta không để lại bất cứ một ảnh hưởng nào? Đừng chấp nhận một sự sống như vậy. Tôi xin Chúa cho để ít nhất khi chúng ta ra đi, thì Houston có những con người nhớ đến bởi vì chúng ta đã để lại những dấu chân của mình trên thành phố này. Đời sống của mình đã đem lại một ảnh hưởng. Cảm ơn Chúa. Tôi chia sẻ một câu chuyện để rồi chúng ta kết thúc. Khi tôi tiếp xúc với câu chuyện này, tôi thật với anh em là chúng tôi phải thốt lên: Ồ, thật là tuyệt vời. Mục sư Oswa Chamber nói về mục sư John Getty như thế này. Mục sư John Getty đến Antietam vào năm 1848, học với Chúa tại đó trong 24 năm. Khi ông qua đời, thì mộ bia của ông ghi như thế này: Khi ông đến năm 1848, không có một cơ đốc nhân trong thành phố. Khi ông lìa năm 1872, tất cả đã trở nên cơ đốc nhân. Wow! Tầm ảnh hưởng tiềm năng có thể lớn đến như vậy. Để chúng ta có đủ thời gian, ân quyền của Ngài được phước để chúng ta lan tỏa ra, đời sống của chúng ta có thể ảnh hưởng lớn như vậy.
hầu cho những người lân cận của chúng ta, láng giềng của chúng ta, những người cùng sở làm của chúng ta sẽ được phước. Bắt đầu bằng việc chúng ta được phước, công việc của chúng ta được phước, gia đình của chúng ta được phước, để rồi thành phố của chúng ta, cộng đồng của chúng ta, quê hương đất nước xứ sở của chúng ta cũng được phước lây. Cho nên ý niệm của chúng ta, mà tôi xin cầu nguyện cho anh chị em trong thời giờ này, hãy được phước để làm nguồn phước. Cảm ơn Chúa. Nhất là quý ông trong thời giờ này, tôi xin cầu nguyện cho quý ông như tinh thần của Thi Thiên 128. Chúng ta hiệp ý và chúng ta cầu nguyện. Phước cho anh em là người kính sợ Đức Giê-hô-va. Phước cho anh em là những người đi trong đường lối của Ngài. Vì anh em sở hưởng thành quả của tài mình, được phước và may mắn. Vợ của anh em ở trong nhà sẽ như cây nho sai trái. Con cái của anh em ở chung quanh bàn ăn khác nào những chồi olive. Anh em kính sợ Đức Giê-hô-va sẽ được phước như thế. Xin Đức Giê-hô-va từ Sion ban phước cho anh em. Nguyện trọn đời anh em được thấy sự phồn thịnh của Jerusalem. Nguyện anh em được thấy con cháu của con cháu mình. Nguyện sự bình an giáng trên Israel. Cho dấu ban phước để tất cả các anh chị em chúng con có mặt ở trong buổi học kinh thánh này, được Chúa nhà ban phước một cái dư dật. Đời sống của chúng con thật được phước của Chúa vì chúng con sống trong sự kính sợ Chúa. Và chúng con làm theo đi trong đường lối của Ngài. Xin Chúa ngày gia ơn ban phước. Tại vì chúng con không thể nào có thể cho ra cho đến khi chúng con được Chúa ngày đồng đầy. Xin ban phước để chúng con làm nguồn phước. Cầu nhân tất cả các gia đình, từng gia đình một ở trước mặt Ngài. Xin Chúa ban phước người chủ gia đình, người vợ ở trong nhà, con cái ở trong nhà, tất cả đều được bao trùm ở trong phước hạnh của Chúa. Khi người chủ gia đình, người lãnh tụ của gia đình, cái đầu của gia đình kính sợ Chúa và bước đi theo điều răn của Ngài, đường lối của Ngài. Cảm ơn Chúa. Xin ban ơn để cá nhân của mỗi một chúng con được phước của Chúa cái dư dật, cả nam lẫn nữ, cả già lẫn trẻ. Xin ban ơn cho chúng con để chúng con có thể được phước và làm nguồn phước. Xin dẫn dắt chúng con đi trong đường lối của Ngài, để chúng con thấy đời sống của chúng con vững vàng, liên tục được Chúa nghe ban phước, để nhiều người cũng sẽ được ảnh hưởng vào vương quốc của Chúa. Chúng con cảm ơn Chúa. Xin con phó dâng mỗi gia đình, mỗi anh chị em chúng con ở trong tay của Ngài. Tạ ơn Chúa. Và chúng con hết lòng cầu nguyện trong danh Chúa Giêsu Christ. Amen. Chúa ban phước cho anh chị em một cách dư dật luôn. Và hẹn gặp lại anh chị em trong các buổi học kinh thánh kế tiếp của chúng ta. Chúc bình an, Shalom. Quý thính giả xem nhớ đăng ký kênh, nhấn rung chuông và chia sẻ video được lan rộng trên mạng cộng đồng. Xin Thánh Linh động chạm anh chị em được biến đổi mỗi ngày càng giống Chúa hơn. Hẹn anh chị em video tiếp theo. Chúa yêu hết thảy anh chị em.